Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video như các bạn vừa xem. Rồi, để làm được cái video như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là các bạn tải cho mình ứng dụng CapMaster. Và thứ hai, các bạn tải cho mình cái tệp là hiệu ứng video 21.k. Cái tệp này nằm dưới phần mô tả của video nha các bạn. Rồi, và cái thứ ba là các bạn chuẩn bị những bức ảnh để mình tạo ra video ha. Rồi, sau khi các bạn đã chuẩn bị xong vật liệu thì bây giờ mình mở CapMaster lên nè. Tiếp tục các bạn chọn là dự án mới. Ở đây thì các bạn chọn 16 chính. Tiếp tục các bạn chọn là nhập dự án. Các bạn chọn OK. Ở đây thì các bạn chọn là hiệu ứng video 21.k. Rồi, như các bạn đang thấy nó sẽ xuất hiện một cái dự án. Đây, công việc của các bạn là chỉ việc thay đổi những bức ảnh trên cái dự án này thành những bức ảnh của mình là được ngay các bạn. Rồi, bây giờ mình thay đổi bức ảnh thứ nhất nè. Ở đây thì các bạn chọn thay thế. Tiếp tục các bạn chọn bức ảnh của các bạn. Rồi, tiếp tục bức ảnh thứ hai cũng làm tương tự. Chọn thay thế. Tìm bức ảnh. Rồi. Tiếp tục bức ảnh thứ ba, các bạn chọn thay thế và tìm bức ảnh thứ ba. Rồi, vậy là xong nha các bạn lưu ý nè. Khi các bạn chọn bức ảnh mà nó không phù hợp thì các bạn điều chỉnh lớn nhỏ hoặc là xoay xoay chiều tùy nó. Lớn nhỏ tùy xoay hoặc là những thao tác khác sao cho nó phù hợp với cái khung nha các bạn. Rồi, video mình xin tạm dừng ở đây ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.